không phải là không có, nhưng mà nó cũng chỉ nhen nhóm ở một vài khoảnh khắc khi mà Hà vừa mới đăng quang. Nếu như thay vì bây giờ mình không có danh hiệu hoa hậu như bây giờ, thì bây giờ mình tốt nghiệp và mình sẽ đang rất là lông bông, mà có thể gặp một vấn đề, đó chính là khủng hoảng tuổi 22. Vẫn ở nhà thuê thì mình thấy nó cũng bình thường mà. Khi mà có nhiều hoa hậu thì cũng chứng tỏ một điều là đất nước ta có rất là nhiều các cô gái xinh đẹp, và mỗi một cô hoa hậu tạo ra thì cũng đều mang một cái giá trị nhất định, không chỉ giá trị riêng đối với bản thân cô gái đó, mà còn là những giá trị tạo ra cho cộng đồng xã hội. Bạn không thể yêu cầu cộng đồng mạng dễ dàng với mình hay là đứng khắt khe với mình nữa. Vương Miện chắc chắn sẽ đội trên đầu người xứng đáng. Chào tất cả các quý khán giả của báo Thanh Niên, mình là Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020. Ở cái thời điểm đầu khi mà Đỗ Hà vừa mới đăng quang và mình cũng nhận được những cái sự khắt khe không chỉ về vấn đề học vấn, về vấn đề tiếng Anh hay là tri thức của mình đâu, mà thật sự rất là nhiều vấn đề mà mình đã từng có suy nghĩ là cộng đồng mạng khắt khe. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ mình nhận ra cái sự khắt khe đó là một cái đặc ân, bởi vì là vẫn như là cái câu nói ông bà ta hay nói là có áp lực thì mới có kim cương. Bởi những cái sự khó khăn, cái sự khắt khe, cái sự mà luôn luôn nhận xét như thế của cộng đồng mạng thì mới khiến cho cô gái trẻ đấy trưởng thành được. Bởi vì bản thân những cô gái đăng quang hoa hậu thì Hà thấy đa phần là đều rất là trẻ, 18, 19, 20 thôi. Bởi vì nếu mà không có những cái đóng góp, những cái góp ý đó thì có thể là cô gái đó sẽ ở trên cái đà mà kiểu như là ngủ quên trong chiến thắng và không nhận ra là mình đang thiếu sót điều gì để mà có thể hoàn thiện bản thân hơn. Vậy thì nhờ những cái đóng góp của cộng đồng mạng như thế, đôi khi là có thể những cái đóng góp rất là tiêu cực và không mang tính chất góp ý luôn. Nhưng mà không sao, mình vẫn luôn luôn lắng nghe, chấp nhận để mà học hỏi. Suy nghĩ đấy không phải là không có, nhưng mà nó cũng chỉ xuất phát, nó cũng chỉ nhen nhóm ở một vài khoảnh khắc khi mà Hà vừa mới đăng quang, khi mà mọi thứ quá mới, cái gì cũng mới, cái gì cũng khiến cho mình phải choáng ngợp. Tuy nhiên thì bây giờ Hà cảm thấy là mình rất là trân quý cái Vương Miện Hoa hậu Việt Nam mà ban tổ chức, mà khán giả đã trao cho mình. Bởi vì đó là một cơ hội, là một cái sự may mắn, là cũng đương nhiên cũng là một cái thành quả nỗ lực của mình, mà khiến cho cuộc đời của mình đã khác hẳn. Nó không chỉ khác về mặt mọi người hay gọi là đổi đời, mà nó còn khác về mặt tư duy và sự trưởng thành sớm nữa. Ví dụ như Hà không có cái áp lực như thế, không có danh hiệu như thế, thì chưa chắc bây giờ mình đã có thể tự tin ngồi trước mặt mọi người và nói những cái câu mà có thể là ngày xưa mình nói rất là ngây ngô, nhưng mà bây giờ mình đã, trong những lời nói của mình, nó đã gọi là trưởng thành hơn rất là nhiều. Và đấy là bản thân mình cảm nhận như thế, và mình cảm thấy rất là tự hào và rất là cảm ơn cái danh vị hoa hậu đã mang đến cho mình điều đó. Thật ra nếu mà cô gái nào mà được đăng, may mắn được đăng quang, thì cái việc mà có cơ hội đổi đời là không sai. Bởi vì như bản thân Đỗ Hà thì khi mà mình đăng quang ấy, là cuộc sống của mình đã thay đổi rất rất là nhiều. Nếu như thay vì bây giờ mình không có danh hiệu hoa hậu như bây giờ, thì bây giờ mình tốt nghiệp và mình sẽ đang rất là lông bông và có thể gặp một vấn đề, đó chính là khủng hoảng tuổi 22. Khi mà mình không biết được là sau khi ra trường mình sẽ làm gì, mình sẽ kiếm thu nhập từ đâu, và đó sẽ là một cái con đường vô cùng mông lung và mất phương hướng nếu như mà mình không tham gia hoa hậu. Vậy thì tham gia hoa hậu có thêm nhiều mối quan hệ, và nếu mà may mắn đăng quang hoặc là vào top 3, bạn lại còn được có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người nổi tiếng, người thành công, và cũng là một cơ hội để bạn ổn định cái vấn đề kinh tế của mình, thì tại sao không, đúng không? Còn đương nhiên bên cạnh cái việc mà mình ổn định về những cái mặt như là mặt cuộc sống, kinh tế, thì mình vẫn phải đảm bảo thực hiện được những nhiệm vụ, những cái sứ mệnh của mình với hai chữ hoa hậu danh giá. Nói ra như thế này thì có thể mọi người sẽ tin hoặc không tin, thích hoặc không thích hoặc là ghét, nhưng mà thật sự là trong nhiệm kỳ của Hà không đặt nặng về vấn đề tài chính. Vậy nên là cái mục tiêu kiếm tiền của mình trong nhiệm kỳ hầu như là không có. Mình chủ yếu là mình hoàn thành cái sứ mệnh của mình, những cái công việc mà nó thuộc về cái trách nhiệm của một đương kim hoa hậu, và đồng thời là hoàn thành cái trách nhiệm của một sinh viên
một cô sinh viên tại một trường đại học ngoài Hà Nội. Còn về cái vấn đề mà mình vẫn ở nhà thuê thì mình thấy nó cũng bình thường nè. Mình thấy nó cũng bình thường bởi vì là nhà nào mà chả là nhà, nó cũng chỉ là một cái nơi để mình ra về, nghỉ về. Về chuyện tình cảm thì trong showbiz sẽ có nhiều người sẽ chọn con đường là sẽ công khai tình cảm của mình, sẽ chia sẻ những câu chuyện yêu đương của mình. Còn đối với quan điểm của Đỗ Hà, tuy nhiên thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, mình sẽ không đánh giá được họ. Còn đối với riêng Đỗ Hà thì mình lại chọn cách là mình muốn ít chia sẻ về vấn đề tình cảm của mình. Bởi vì bản thân mình là người nổi tiếng, là những người mà kiểu rất dễ bị soi xét, bị đánh giá trên mạng xã hội. Vì vậy mình không muốn những người liên quan của mình, ví dụ như là bố mẹ, người thân, anh chị em hay là người yêu chẳng hạn, hay là sau này ví dụ là chồng chẳng hạn, sẽ vướng vào những cái câu chuyện đó. Hà không muốn là những cái góc khuất, những góc cá nhân của họ cũng bị soi xét, cũng bị đánh giá. Hà muốn họ sẽ có thật sự những cái khoảng thời gian riêng của họ và tận hưởng cái khoảng thời gian đó. Vậy nên là Hà chọn cách là mình sẽ ít nói về vấn đề tình cảm trước công chúng. Cũng như mọi người đã và đang thấy thì hiện nay số lượng các cuộc thi hoa hậu ngày càng một nhiều. Không chỉ đơn thuần là một năm có hai cuộc thi hoa hậu giống như ngày xưa nữa. Hà nghĩ vấn đề gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó. Khi mà có nhiều hoa hậu thì cũng chứng tỏ một điều là đất nước ta có rất là nhiều các cô gái xinh đẹp. Và mỗi một cô hoa hậu tạo ra thì cũng đều mang một cái giá trị nhất định. Không chỉ giá trị riêng đối với bản thân cô gái đó mà còn là những giá trị tạo ra cho cộng đồng xã hội bằng cách là các cô hoa hậu sẽ thực hiện những sứ mệnh truyền cảm hứng bằng bằng việc nó rất là đơn giản thôi, giống như là việc mà cô ấy chỉ hoàn thiện bản thân mình, hoàn thành xuất sắc ở một số lĩnh vực nào đó và trở thành một tấm gương tích cực, tấm gương thật ý nghĩa trong xã hội cũng là cách truyền cảm hứng rất tốt trong cộng đồng rồi. Thì Hà tin chắc rằng là mặc dù có nhiều cuộc thi hoa hậu nhưng mà mỗi cô hoa hậu đều có một giá trị riêng và giá trị đó là giá trị ý nghĩa, giá trị tích cực, thì đó cũng đều là một điều tích cực. Chắc chắn ai sẽ cũng phải chịu, bởi vì là bạn không thể yêu cầu cộng đồng mạng dễ dàng với mình, hay là đừng khắt khe với mình nữa, hay là đừng nhận xét mình nữa, bởi vì đấy là cái việc mà bị nhận xét, bị nói, bị comment chê bai này kia, nó là cái điều thường nhật của một người nổi tiếng rồi, đặc biệt là hoa hậu nữa. Thế nên là mình nghĩ là các bạn trẻ, các cô gái trẻ đang mong hoa hậu thì hãy cứ tích cực, hãy lắng nghe khán giả của mình để nhận được những lời góp ý mang tính xây dựng nhất và từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đó thì auto khán giả sẽ quay lưng về với bạn. Vương miện chắc chắn sẽ đội trên đầu người xứng đáng. Vậy nên là có thể là trong một vài giây phút khán giả sẽ cảm thấy là bạn không xứng đáng, ngoại hình của bạn không đẹp, tri thức của bạn không đủ tốt. Nhưng mà hãy cứ lắng nghe mọi người để hoàn thiện bản thân mình hơn. Và một ngày nào đó thì chiếc vương miện đó sẽ thật sự vừa vặn và tròn chỉnh với bạn.